đều rất là hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Mặc dù chú rể và cô dâu mới bước lên tour, nhưng tôi đã nghe tiếng của chú rể và tin rằng có lẽ là chú rể lo lắm và không biết là phải nói gì với quý vị đây. Nhưng mà có thì thường là có, chú rể vẫn phải nói. Và cảm ơn quý vị, phải không quý vị? Vâng, xin mời chú rể. Các cô, các chú, các bác, các anh chị, hai họ, em thật sự đây là lần đầu tiên mà em rất là rung động. Mà nói gì thì nói, cái đó là chẳng qua là một cái mẹo. Kỹ và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Câu này nghe quen, sáng mới làm thử hết cho ta. Anh cũng vậy, sau 6 năm anh và em chuẩn bị cho cái ngày vui của mình, thì bác tước mặt bà con đây, họ và các bạn rất là rung. Nhưng mà anh cũng theo cái thật lòng mà sẽ đọc kinh thì anh cũng sẽ tôn trọng và yêu em suốt cuộc đời anh. Mà nói gì thì nói, người ta thích vẫn được hôn nhau nhiều hơn phải không quý vị? Và quý vị chúng ta đây ai cũng là được mong muốn được hôn nhau nhiều. Thì thôi, chúng ta không được hôn nhau ở đây thì hãy nhìn người khác hôn nhau phải không? Vâng, thì hãy hôn nhau một lần nữa thử xem sao. Quá đẹp thế chứ gì nữa. Vâng, xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Quý vị ơi, chúng ta hãy chúc mừng cho họ. Và một lần nữa chúng xin mời quý vị hãy cô dâu chú rể cùng muốn nói như là muốn hôn nữa được không? Và ở đây thì xin mời quý vị cùng vào bữa tiệc. Và chúng tôi, nhà hàng Đình Đông, mong rằng quý vị sẽ có những miếng ăn ngon và những giây phút thoải mái nhất. Hãy niềm vui, hiếu vui, ngày tươi trong thơ.